Xin chào các bạn đã trở lại với VN Grab và mình là Jenny. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái survival này. Bữa quay xong cái clip sang Enderman thì mình chú ý lại cái giày mình đi luôn rồi. Cái giày thôi. Mình cũng nhốt được mấy thằng xuống đó rồi đó. Mấy cái ông cũng chả biết trao đổi thì trao đổi được gì không. Có vẻ như là tự biến mất hay là tự chết gì đó. Đúng rồi, tự biến mất. Phải hồng mấy ông. Rồi rồi. Sao vậy? Đi ra cũng Ender đâu rồi? Chơi với con gà. Không chết, không chịu chết này. Vãi không? Có gì? Bên này không mưa, bên này hết mưa. Cũng là hết mưa rồi. Stop. Ây da, trời ơi, nhấn nhầm nút. Ây da. Chị chủ nhiệm biết bóp beat anh hay sao? Chị chỉ có vậy thì sao? Wow. Wow. Ghê quá đi nhờ. Mãi. Mày vãi, trời ơi. Rồi, mặt nào đó thì nó định bộ con kia bắn mình. Thế một phát chết luôn đi con. Ba mươi rồi. Ender nó sợ chạy hết mẹ rồi. Ngoài chỗ này thì mình không còn cái khu đất nào rộng rộng để mình gọi là tìm Ender dễ dàng cả. Nó có cái thuốc đó là bị gì vậy ta? Ơi, mình có rất là ít cái Cool.
không hiểu. Lại lên coi, có lẽ mình sẽ tua cái đoạn nó. À rồi kìa kìa kìa, anh ấy kìa. Anh ấy kìa, anh ấy kìa. Anh ấy kìa, anh ấy kìa. Anh ấy kìa. Trời ơi, hai em luôn. Yeah, 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 yeah. Bình tĩnh lại. Chạy thật nhanh. Ô đi. Không hề. Wow. Tức lắm rồi. Sao thằng đó nó lại không chịu chết? Mong đừng có thằng zombie nào lon ton chạy lại lụm mấy cái đồ của mình. Rồi nó đi luôn rồi. Mình mang nhiều đồ vậy sao? Đâu rồi? Cương rồi đâu rồi? Ender khốn kiếp. Vãi ông luôn, trời ơi. Các bạn như mình sẽ chờ đến đêm tiếp theo. Ok, vậy mình đã quay lại rồi. Ui, mà cái nút này nó mà nó ở đây thì sao mà đập nhau đây. Ok, thì có lẽ như mình chỉ cần chờ thằng bữa tới thôi. Cung nữa là cung 49 cây. Sao nó cứ... What? Rồi. Có lẽ nào không thấy gì cả. Có lẽ mình nên mang ít TNT ra đây cho nổ. Vậy có lẽ khóa mấy này nhanh hơn á. Nhóc đánh lên từ một hướng này. Nhóc ui. What the fuck? Làm sao mà nó đẻ được rồi? Thế quái nào mà nó lên được? Thông báo đã hết vũ khí, chúng ta phải đi về. Abort. Có để cái bàn grab đây mà phải không ta? Duy nhất một cái gậy với một đống gỗ xung quanh. Dưới cái vậy. Rồi.
không mang cái kia luôn. Thôi mình cũng muốn đi đi lẹt cái kiếm đập như vậy, đập 4 này. Quẩy luôn đi. Chưa thấy bé nào cả. Nó bất thường vậy. Nó từ bao nhiêu? Đang quay 60-70 FPS mà tụt xuống có 30 luôn. Hả? Ông dân làng kìa. Rồi. Ok. Ui, cái thằng đó là mình không muốn chạm vô. Không có được gì. Không có được cái gì. Không có được cái gì. Vãi ông luôn. Cái này cái bà mới đúng. Chính xa tao ra. Chính xa tao ra. Chỗ này mình sẽ tua qua vậy. Ok các bạn, giờ trời mình vừa mới tìm thấy cái pin xong thì có lẽ tiếp tục. Ơi ý dạ nứt. Để bộ đúng rồi. Chúng mày. Đúng rồi. Thế đi. Nghe nơ đâu. Nãy thì mình cũng có quay cái đoạn giết Ender nhưng mà quên bật mic lên thế là không nghe gì hết nên chắc mình sẽ delete cái đoạn đó, không sao đâu. Sẽ cố gắng. Ý, ai dạ. Mình muốn thực tập full coi. Thím ấy đâu rồi mình biết chỗ con ngựa, thím ấy con ngựa cũng rộng nhưng mà nó xa quá. Giờ tính sao thằng Ender mắc dịch sao đói nhanh thế nhở, mình vừa mới ăn xong rồi. Cứ phải đi ngó qua ngó lại hai bên đường chỗ này. À, trời mưa. Nó ra bằng niềm tin à, đúng rồi, quên mất. Vãi. Vậy Enderman sợ nước em mới bỏ. Quên, trời ơi. Trời mưa thì em mới ra niềm tin đúng rồi. Có lẽ chúng ta sẽ đi ngủ và chờ cho là thôi, ngủ đâu có làm được cái gì đâu. Quên mất cái grab với máy nghe nhạc rồi. Mấy cái nhạc để đâu nhỉ? Sẽ để trên hello. Nó tự bắn cái đại liên.
có lẽ là trời mưa vậy thì có lẽ sẽ không tìm thấy Ender đâu nên mình sẽ đi về và ép một cái bắn một đít tao đi nhanh coi. Ây da, nhầm hướng rồi. Mày sao mà ra đây được vậy? Hai viên. Giờ tổng cộng mình có bao nhiêu? 5 viên à? 54 nhỉ? Ây da. Năm vậy là 3, 6, 9, 12 viên. 12 viên có lẽ phải thời gian khá dài. Bây giờ mình sẽ ra ngoài ngó cái cách ép cái mấy cái nhạc đây nha. Ôi trời ơi, và mình đã coi mà khá là bờ lờ tiền thôi vì đam mê. gỗ thì dưới có. Ô, không có gỗ à, phải vậy. Mình chưa bỏ cái block đó vô. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ôi vừa đủ. Máy chơi nhạc. Và mình có một cái vật tròn tròn, một cái đĩa đó mà chân cái đĩa. Ok, quăng cái này vô. Ok, tiếp tục. Đang mưa thì sẽ cho cái này vào hồ. Mình sẽ không để ở nhà bởi vì để ở nhà gọi là sao ta, không có được đẹp. Dạ thì bắt bất ngờ quá, chỗ này lúc nào cũng để như vậy hả, nhìn bữa bữa nào ấy. Bài này mình tìm được cũng khá là may mắn này. Hơi to nhưng hơi to đấy. Bài này là của gì quên mẹ, con ca sĩ bên Nhật gì ấy. Thì mình sẽ để link bài nhạc bên dưới, khá là hay mấy bạn. Để link bài nhạc ở bên dưới. Bạn nghe vậy thôi chứ nghe vô nhạc nghe hay lắm. Đâu thì vẫn nghe cái tiếng nó như vậy thôi nên thoải mái thôi, thư giãn thôi. Nghe bài nhạc khá là ảo nhưng mà có người hát á nghe hay. Đó nhưng mà làm tới đây thì mình không có làm cái sạch xuống nên mình đã kéo đồ đó vào đây và nhà để làm gì. Để cuộc xăng này sẽ còn tiếp diễn dài dài. Ô đẹp, chỗ này thiếu block à, là như vậy vậy. Ô thiếu rồi. Thank you.
Sau này có gì không? Không có gì cả. Nhạc hết rồi thì không biết phải làm gì đây, nhưng mà mình sẽ sau mình sẽ cố gắng này. Có lẽ mình sẽ đi tìm tiếp, còn clip thì mình sẽ dừng ở đây nha. Ok.